Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh Your Touristic USA của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh tạo dựng kênh này để chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm và cập nhật về bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam. Ngọc Ánh cũng chia sẻ những kinh nghiệm làm môi giới bất động sản tại Mỹ. Tại Ngọc Ánh đã là người môi giới bất động sản hơn 30 năm. Hôm nay, Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một bí quyết mà Ngọc Ánh đã học được từ một sư phụ của nghề bất động sản ở tại Mỹ là Mike Ferry. Ngọc Ánh là học trò của Mike Ferry nhiều năm rồi. Thì ở Mỹ, nếu mà bạn làm nghề bất động sản, bạn nói là bạn học trò của Mike Ferry là người ta thích lắm. Chủ nhân nào cũng muốn mướn bạn vô làm hết. Tại Mike Ferry huấn luyện những người làm môi giới bất động sản rất là tốt. Chờ mình chút nha, mình sửa cái này chút. Những điều mà Mike Ferry dạy Ngọc Ánh cách để làm cho khách yêu mến mình là thứ nhất là mình lúc nào mình cũng thành thật yêu chuộng khách hàng, lúc nào mình cũng tỏ cho khách hàng biết là mình ở đây, mình làm đây để mình giúp đỡ khách hàng tìm cái nhà họ yêu thích hoặc là những đầu tư bất động sản để họ làm được ra tiền. Mình lo lắng cho họ, mình làm như vậy chứ không phải là mình muốn bán sao cũng được để ăn tiền qua hồng. Đó là cái điều quan trọng. Nếu khách họ sẽ cảm thấy là mình chỉ muốn làm để mà ăn tiền thì họ không có tin cậy mình mà họ còn đi kiếm người khác. Còn nếu mà khách nghĩ rằng mình đi làm nhưng mà mình cũng chăm chú cho họ về cái kiếm được những gì họ thích, những gì họ muốn tùy theo sở hữu của họ thì là họ sẽ rất là thương các bạn, là họ sẽ không đổi người, họ làm với các bạn một lần, không những một lần này không mà sau này con cháu bạn bè họ sẽ giới thiệu. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình phải theo cái character, cái bản tính của họ để mình khi giao thiệp. Mình nói ví dụ, có người thì ở thích nói mau mắn, energy đi tới vậy ha. Còn có người thích giống như Ngọc Ánh, là lúc nào cũng chậm rãi, nói chậm, nói rõ ràng. Tại Ngọc Ánh học trong trường luật, khi mình nói chậm, nói rõ ràng thì người ta sẽ hiểu rõ hơn, không bị hiểu lầm. Các bạn có thấy là khi mà đi ra tòa xử, ông người luật sư không có nói là thao thao bất tuyệt, họ nói chút họ ngưng, họ nói chậm chậm để chi, để cái chữ họ nói, cái chuyện họ nói nó từ từ nó thấm vô đầu của bộ thẩm đoàn, thấm vô đầu của tập của người của ông quan tòa, để họ sẽ hiểu hơn về những gì mà họ nói. Thì Ngọc Ánh học cái đó, thành ra Ngọc Ánh từ từ nói chuyện, từ từ chậm rãi. Nhưng mà khi nào mà gặp Ánh là gặp khách hàng mà energetic thì phải chạy vậy á, thì Ánh kêu ông chồng đi qua phủ, tại ổng là người energetic, ổng mau, người Mỹ rất mau, đây là chất ha. Thì là ông chồng của Ánh là ổng là vậy, thì là Ánh cầu cứu ổng thì anh đi với em á, để mà em đối xử vậy ha, chứ ông này là ổng thích như vậy đó, quick, tell me this, tell me that, quick là mình phải mau ha. Còn những người nào mà chậm rãi, thường mà những người mà buôn bán làm ăn bạc tỷ bạc triệu á, là họ không phải mau cái này đâu. Họ điều tra kỹ, họ nghe kỹ, có khi họ bắt mình lặp lại 2-3 lần. Có chuyện gì hết, chờ chút cái xe nó kêu. Thì là mình, đó là mình theo cái tiếng Mỹ nó kêu là mirror, là cái đó là quan trọng. Cái quan trọng thứ ba là khi bạn gặp người ta đó, người ta chưa quen biết bạn á, mà bắt tay á, là mình bắt tay rồi mình siết chút xíu, đặc biệt là cái tình thân mật, cho mình bắt tay hờ hững rồi thôi, mình how are you,
cái mắt mình nhìn người ta, rồi cái mình bắt tay mình siết chút rồi thôi, rồi mình bước ra mình không nên đứng gần quá, tại vì bao giờ nó cũng là mình, mỗi người nó có cái personal space, cái khoảng trống không gian người ta. Nếu mình tới gần quá thì người ta có cảm thấy khó chịu. Cũng như là nếu mà bạn tới gõ cửa nhà khách đó, để bạn gặp đó, mà bạn chưa biết người đó lần nào đó, thì mình gõ cửa mình bước lui ra chút xíu để họ mở cửa thì họ không đụng ngay mặt mình. Họ mở cửa thấy mình đứng xa xa, thứ nhất họ an toàn, là xa xa là họ cảm thấy an toàn, thứ hai là mình không đứng gần space của họ, thứ hai là thấy cái nụ cười của mình thì họ bắt đầu an tâm. Đó là ba cái phương cách quan trọng. Cái thứ tư là phải ăn mặc tùy theo cái người khách của mình. Ví dụ mình bán một ngôi nhà chung cư 50.000, tức là thứ rẻ không, thì cái người ở trong chung cư đó là họ không có nhiều tiền, không? Nếu mình ăn mặc rẻ tiền á thì họ nói là mình không có bán buôn nhiều, không có thành công, thành ra mình không có ăn bận đúng theo cái cách người thành công. Nhưng mà nếu mình ăn bận mà sang quá thì họ nói là mình khoe, thì họ không có comfortable, họ không có thấy thoải mái khi mà họ liên lạc, thì thành ra mình phải làm nửa chừng. Bận ăn bận phải không nghèo mà cũng không quá giàu, là bận giàu trung bình. Mình không có, mình đi dưới gì đâu, là mình đi tới mấy cái chỗ mà nhà rẻ tiền, mình không có xách cái hàng hiệu Louis Chanel, rồi mình không có mặc đồ hiệu mắc tiền, mình không có đeo hột xoàn bự bự ha, nhưng mình đeo hột xoàn chút xíu, mình nhỏ nhỏ, rồi mình xách cái giỏ Michael Kors, mình không có bận đồ hiệu, nhưng mà bận cái bộ đồ nào mình coi nó rất là đẹp thì người ta hãnh diện, và realtor của tôi là cũng hãnh diện, nhưng mà người ta không có ghét mình, tại nên họ thấy là mình như là giống như họ, hơn họ chút xíu, hay giống như họ như là con chim á, mà nó thấy con người nó cũng giống một đàn với chim á, thì con chim nó thích mình hơn, phải không? Còn nếu mà mình đi mua nhà, mình buôn bán nhà bạc triệu á, thì dĩ nhiên là người đó là nó chỉ là người giàu, nó chỉ trọng người giàu, nó chỉ muốn làm ăn với người giàu. Nhưng bạn bán nhà bạc triệu mà bạn ăn bận cùi quá hay lái xe cùi bắp quá thì nhất là không tin là bạn bán nhà bạc triệu, là bạn không bán được nhà nhiều thì nó đâu có dám đưa nhà bạc triệu của nó cho họ, của mình, phải không? Rồi khi nào giao cho mình bán nhà, tức là họ đưa chìa khóa cho mình để mà mình nuôi tới dắt khách, thì họ muốn cái người cũng là có tiền, họ tin tưởng thì mới đưa vô nhà họ. Thì đến cái nhà đó là mình phải là mình xách cái túi hiệu, mà lựa cái túi mình hiệu mà rẻ, đừng lấy túi hiệu mà mắc tiền quá ha. Rồi mình ăn bận hàng hiệu coi nó đẹp, coi nó sang, mình đeo cái Rolex của mình vậy đó, chút xíu hột xoàn để mình nói là mình nói cho biết cho người đó biết là tôi làm địa ốc nhiều năm rất thành công, nên là một tuần tôi bán một cái hay một cái nhà, hay là tuần tôi bán hai cái nhà tùy theo vậy đó. Rồi mình thì họ thấy vậy đó, thấy mình có tin tưởng. Bạn biết không, có nhiều người mà nhà cả bạc triệu đó, cái đầu tiên họ coi cái người realtor mà họ muốn mướn á, là coi mình tới cái nhà của họ, nó hỏi trong nhà coi ra nó coi mình đậu xe gì, là xe mình là xe gì. Rồi mà nếu mà nó mình bán nhà bạc triệu, mình làm nhiều tiền, bán nhà bạc triệu tiền lời cho 60-70 ngàn, tại sao mình lại phải đi cái xe cùi bắp? Nên có nhiều người mà muốn làm cái thành realtor của triệu phú thì mình phải, có người phải chịu khó họ đi lease mấy cái xe mà coi nó sang chút, lease lấy xe, mà không phải là mình phải là mua cái xe $100,000 á, mình lease mấy cái xe mà vừa thôi, 20-30 ngàn, nói chung là một cái là mình lease cái như là cái Lexus hay là cái Audi hay là cái Acura vậy đó, chứ là có cái xe không sang lắm, không nhưng mà cũng là xe có tiền, thì vậy họ mới tin. Chứ giờ người giàu, người mà thiệt giàu á, là họ chỉ buôn bán với người giàu thôi, họ không có thường thường, nhưng mà vậy không phải là 100%, mà thường thường á, là mình thành công nhiều hơn nếu mà mình ăn mặc theo cái vùng đó, ăn mặc theo cái khách đó, ăn mặc theo cái tài chính của khách đó thì họ thương mình hơn. Đó là cái thứ nhất, là cách ăn mặc. Cái thứ hai là chào người ta, là chào người ta, rồi cái những vấn đề nhỏ nhỏ đó mới rất là quan trọng á. Mà khi nào mình rưa thì mình lúc nào cũng ăn cũng cái mặt cũng sạch sẽ. Và những cái người mà bận râu ria nhiều á, thường thường nó hơi khó lấy lòng tin người khác, là xăm mình tùm lum. Có nhiều người nó sợ mình cái không nó không có đưa nhà cho mình bán, thì mình làm cái nghề mà người ta phải tin cẩn mình
thì mình phải chịu khó theo chút xíu cái luật xã hội. Đó là hôm nay mình chia sẻ các bạn như vậy ha, là làm môi giới muốn được nhiều khách thì phải làm sao. Cảm ơn các bạn nha, bye bye, hẹn các bạn livestream sau. Chúc các bạn luôn luôn là mạnh khỏe, trẻ đẹp và lúc nào cũng thành công. Bye.